Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin hàng tuần của XCB. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tập trung vào đồng bạc xanh và xem nếu như các chiến lược của Fed có thể khiến cho đồng tiền này tiếp tục tăng giá lên nữa hay không. Đầu tiên, chúng ta có một điều đáng chú ý, đó là tuy đã tăng tới 75 điểm cơ bản, thì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vẫn sẽ dự tính sẽ còn tăng lãi suất lên nữa trong năm nay. Như chúng ta thấy ở các biểu đồ kỳ vọng lãi suất của các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở vào trong cuộc họp hồi tháng 6 và cuộc họp hồi tháng 9 năm nay. Nhìn chung, chúng ta thấy lãi suất sẽ vẫn còn có khả năng được tăng lên nữa, ít nhất là cho tới hết năm 2023 và sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2024. Và chính sách sẽ thắt chặt hơn bất chấp cho các rào cản. Đối với thị trường thì mức tăng 0.75% lên 3-3.5% không phải là vấn đề quá lớn trong các quyết định của Fed, mà điều thị trường thực sự quan tâm đó là quy mô dự kiến của đợt tăng lên tới tối đa tận 4.5%, khi mà chỉ mới đây thị trường đang dự đoán ở đỉnh chỉ ở khoảng 3.5% mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta có độ dài dự kiến của các đợt tăng lãi suất, đặc biệt là khi so sánh với dự đoán hồi tháng 3 và tháng 9 cũng như đợt lãi suất dự kiến trong năm 2024. Và cuối cùng chính là quyết tâm tăng lãi suất của Fed bất chấp cho tăng trưởng kinh tế đang ngày một đình trệ. Thì từ trước đến nay, thị trường đã luôn hy vọng rằng với sự tăng trưởng chậm lại, Fed sẽ phần nào nương tay hơn trước các chính sách tài chính của mình. Nhưng có vẻ như hy vọng này đang bị dập tắt dần dần. Vì chúng ta thấy là chỉ trong vòng 2 tháng, lãi suất của thị trường đã tăng một cách nhanh chóng. Động thái thắt chặt này sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường trong thời gian sắp tới. Cuộc khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tổ chức NFIB cho thấy các doanh nghiệp đang nới lỏng kế hoạch tăng giá của mình. Cuộc khảo sát cũng phần nào dự đoán được giá tiêu dùng trong 6 tháng. Lạm phát CPI có thể đã đạt đỉnh, như chủ tịch Powell cảnh báo rằng mức lạm phát giá nhà ở, bao gồm cả giá thuê và giá mua nhà mới, vẫn sẽ là mối lo ngại trong nhiều tháng kế tiếp. Tất cả những điều trên sẽ ảnh hưởng tới đồng USD ra sao? Thì đồng USD nhìn chung hiện tại vẫn đang rất mạnh, kể cả khi so sánh với các cột mốc quan trọng trong quá khứ. Nếu chúng ta nhìn sang biểu đồ TVWI hay biểu đồ tỷ giá hối đoái thương mại thì sẽ cho thấy tỷ giá hiện nay chỉ cách đỉnh hồi bong bóng .com chưa tới 10%. Ngược lại, nếu lấy một biểu đồ tương tự của Fed khu vực Sandwich thì đáng tiếc là biểu đồ này không được cập nhật từ giữa năm 2020, nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy tỷ giá hối đoái đang ở mức cao nhất lịch sử. Tất nhiên điều này không có nghĩa là đồng USD sẽ sớm từ bỏ ngôi vị bá chủ và sẽ trở đầu nhanh chóng. Thì thị trường có xu hướng tạo ra những phản ứng mạnh, đặc biệt là khi đang có những sự kiện vô cùng đáng quan tâm như cuộc chiến ở Ukraine đang dần dần leo thang và khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang dần tới gần. Và cuối cùng chính là việc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ giữ quyết tâm chống lạm phát của mình. Và một số các cặp tiền có liên quan trực tiếp tới đồng USD, bao gồm có cặp Euro-USD. Thì điều thú vị là sự thay đổi chính sách mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy động thái giảm giá của cặp EU không bị ảnh hưởng bởi lãi suất thị trường. Và một cặp nữa chính là cặp bảng Anh-USD. Thì chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán như là việc phải chăng cặp này sẽ sớm chạm ngưỡng ngang giá. Rõ ràng chúng ta có thể thấy đây là một cái bẫy uy tín của chính phủ mới của Vương quốc Anh. Nhưng đây cũng là một ví dụ về việc thị trường không đồng bộ có thể đẩy cho cả thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế nào. Cặp EU có vẻ như đang bị kéo đi quá tay và chắc chắn bước thay đổi này sẽ không hề bền vững. Nhưng vài tuần hoặc vài tháng sắp tới có thể dẫn đến nhiều điều bất ngờ, nên chúng ta vẫn phải chờ xem nếu có một cuộc khủng hoảng nào sẽ xảy ra hay không. Vậy thì những yếu tố nào có thể cứu đồng Euro đang cực kỳ yếu kém như hiện nay? Chúng ta có một số yếu tố như là Fed pivot, điều này rất khó xảy ra. Và chiến tranh ở Ukraine sớm kết thúc cũng rất khó xảy ra, đặc biệt là khi Nga vừa ra lệnh triệu tập và phe châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt lên Nga. Và cuối cùng là thời tiết ấm áp, thì điều này dễ xảy ra hơn. Và khi thời tiết ấm áp thì có nghĩa là chi phí cho việc sưởi ấm sẽ không còn quá nặng như các năm trước đó. Ngoài ra thì nhìn chung điều kiện tài chính có vẻ như không ủng hộ các thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Tại thời điểm này, các thị trường đang hướng tới đợt kiểm tra mức thấp nhất trong năm nay. Có những lý lẽ xác đáng như là kinh tế suy thoái, các đợt tăng lãi suất mạnh đã được dự kiến và sẽ sớm được thực hiện. Chương trình thắt chặt thì cũng chỉ mới bắt đầu
và thiếu các hy vọng về việc hòa bình trên khu vực châu Âu sớm diễn ra. Điều này khiến cho tâm lý thị trường giảm mạnh, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên là tuy giảm mạnh nhưng thị trường vẫn chưa có một thời điểm có thể gọi là thực sự đưa vào trạng thái hoảng loạn. Điều này có thể đưa tới một phiên vượt và một đợt phục hồi trong ngắn hạn. Tôi xin kết thúc chuyên mục điểm tin hàng tuần của XTB tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các tuần sau.